Ok. Bây giờ tôi muốn nói gì nhỉ? Tôi muốn nói như thế này nhé. Là sao? Bây giờ chúng ta có nhìn thấy cái bảng điểm đấy không? Đúng không? Nếu có cái bảng điểm này mà mình left join, bây giờ tôi làm các động tác left join, như chúng ta biết là làm động tác left join. Ta làm nhé, select này. Sau from gì nhỉ? Điểm nhé. Đầu tiên bao giờ cũng làm một cái easy trước đã, và nó có dấu chấm phẩy. Chấm phẩy để chúng ta vào cái SQL, nó những cái phần mềm khác, ví dụ như MySQL nó hay. Chúng ta có thể paste sang MySQL nó cũng làm được nhé. Đây, sang đây là gì? Chúng ta nhìn thấy là đây là bảng điểm như chúng ta vừa xem thôi. Chúng ta dùng một cái lệnh đơn giản nhất để show nó lên. Và bây giờ chúng ta muốn nối các thông tin của học sinh vào đây, dựa trên cái học sinh ID này, chúng ta có tên, rồi họ đệm, rồi tên, rồi lớp nào thì chúng ta làm được. Và bây giờ chúng ta làm luôn nha. Chúng ta phát triển cái query lên từng bước một. Select và chúng ta nói là điểm chấm sao đi, bởi vì chúng ta sẽ còn đưa các bảng vào nhé. From điểm left join đúng không? Left join. Ui giời ơi, lại thế này rồi, rất ghét, rất lằng ngoằng, rất là lằng ngoằng. Left, nhiều khi trong cuộc sống đã bức xúc rồi mà những cái này nó cứ làm mình bức xúc nhỉ. Left, left join, tôi rất là hay bức xúc nhé, xin lỗi. I'm sorry. Left join cái gì nhỉ? Đấy. Để tôi lắc cái quạt đi nhá, không nó kêu. Cái nó ồn ồn quá. Tiếp tục nhá, chúng ta left join on cái gì nhỉ? Left join cái gì? Left join học sinh đúng không? Học sinh. Chúng ta đã bắt đầu quen thuộc với cái database này rồi đúng không? Các cái bảng như thế nào, và chúng ta sẽ làm một cách rất dễ dàng. Left join học sinh đúng không? On đúng không? Chúng ta đã biết left join rất thạo rồi. Sau cái video trước thì chúng ta đã biết left join học sinh on cái gì? On điểm chấm đúng không? HSID. Nếu mà lúc cần thì chúng ta cũng có thể mở ra để xem lại bằng left join học sinh on điểm chấm học sinh ID bằng học sinh chấm gì? Tự nhiên chỗ này nó lại to lên là học sinh chấm gì nhỉ? Học sinh chấm ID đúng không? Và chúng ta thử lấy thêm một cái phẩy nhá. Học sinh chấm tên. Chấm tên đi. Thử đã, rồi chúng ta nếu mà nó ổn thì chúng ta lại lấy thêm đúng không? Đấy, chúng ta thấy là điểm này duy này đúng không, và học sinh chấm lớp nữa đúng không, view SQL, và chúng ta phát triển dần nó ra đúng không. Home, học sinh chấm tên rồi phải, và tôi copy cái này thôi nhé. Ctrl C cho nó nhanh, tôi gõ chậm lắm. Học sinh chấm lớp rồi, và chúng ta lại xem thôi. View. Học sinh chấm lớp à? Cancel, tôi bị sai rồi nhá. Học sinh chấm lớp, làm gì có học sinh chấm lớp nhỉ? Lớp ID. Ctrl S rồi vào view thôi. Lớp ID thì có đúng không nào? Là mà muốn nó biết là lớp gì thì chúng ta lại phải left join đúng không? Ok chưa? Nhưng mà bây giờ tôi chưa muốn nói về đến cái chuyện đó vội nhỉ.
muốn 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 biết học sinh lớp gì thì chúng ta lại lép join vào cái, với cái lớp là chúng ta lại lấy được thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thử một cái khác đi. Và tôi muốn nói một ý khác, bởi vì lép join chúng ta đã quá thạo rồi, bây giờ chúng ta thử write đi. Thay vì lép mà ta làm write join. Và chúng ta thử view xem sao nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Bây giờ tất cả các lớp đều có hiện lên. Lớp 1, lớp 2. À, tất cả các học sinh chứ, quên mất. Tất cả các học sinh. Như nào nhỉ? Đây có những học sinh, đây ID này chúng ta biết là ID là của cái điểm đấy, đúng không? Có những học sinh chưa có điểm thì chưa có cái này. Lan và Hương là chưa có điểm, Nam, Hằng và Linh cũng chưa có điểm đây này, đấy. Của lớp 4 này, đấy. Lớp 3 chưa, ta chưa thấy đâu nhỉ? Tại sao không thấy lớp 3 nhỉ? Đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta lại tức là chúng ta thấy tất cả các học sinh đều lên, bởi vì ta right join mà. Tất cả các học sinh đều lên, kể cả những học sinh này là chưa có điểm này này, Nam, Linh. Đúng không? Ok. Và ta quay lại vào view. Hình như chúng ta mấy lần join rồi, chúng ta mới có một lần join thôi đúng không? Right join với học sinh, đúng không? Bởi vì chúng ta là right join học sinh thì tất cả những cái học sinh ở trong trong cái file học sinh đều phải xuất hiện. Có những học sinh có 2 lần điểm thì nó xuất hiện 2 lần. Còn những học sinh chưa có điểm thì vẫn xuất hiện, và trên cái trường điểm là chúng ta có vào trắng. Đấy, chúng ta như thế là chúng ta phân biệt thế nào là right join. Và chúng ta view lại này. Đúng chưa? Right join nó khác với left join là như vậy. Chúng ta tất cả các học sinh thì đều, và chúng ta cũng có thể order by gì, học sinh ID chẳng hạn, đúng không? Đây nó đã order by học sinh, ở đây nó đã theo học sinh ID rồi, đúng không nào? Hoặc order by lớp cũng được, đúng không? Chúng ta cũng có thể view SQL view, và chúng ta có thể modify nó đi. Ở đây là all by by gì, by gì nhỉ, học sinh chấm lớp ID chẳng hạn, học sinh chấm lớp ID. Như thế này thì là một cái cách rất là hợp lý, đúng không? View, và chúng ta thấy nó từng từng lớp một. Đây lớp 1 có lớp 1. Và trong trường hợp mà cái tập này chúng ta left join sang lớp thì chúng ta cũng thấy được, đúng không nào? Cái tập như thế này mà chúng ta left join sang lớp thì chúng ta cũng có được cái lớp, thí dụ nó là Y4 hay là Y5 gì đấy, đúng không? Đây. Và nếu mà trong cái bảng này chúng ta nhận xét gì nhỉ? Chúng ta thấy là cái gì, lớp lớp nào là có nhiều nhiều học sinh có điểm nhất nhỉ? Lớp 2 này hầu như là các học sinh có điểm này, đúng không? Tất cả các học sinh đều nằm đây rồi. Tất cả các học sinh của lớp 2 đều có điểm rồi, đúng không? Thế còn lớp nào thì nhiều học sinh, còn nhiều học sinh chưa có điểm. Ví dụ như lớp 4 này, Linh, Hằng và Nam là chưa có điểm này, đúng không? Được chưa? Và nếu mà chúng ta muốn, nếu muốn thì chúng ta có thể hạn chế lại, chẳng hạn where lớp bằng 4 chẳng hạn. À, chúng ta cứ phải làm thôi. Chúng ta lại, bây giờ chúng ta lại gõ xuống đây nhá, where. Không biết là where đằng sau này có được không? Vẫn được chứ, where lớp. Where chúng ta sẽ lấy đúng rồi, học sinh chấm lớp ID bằng 4. Đây tôi copy để cho nhanh. Nhiều khi gõ hơi chậm. Ctrl C bằng 4. Ctrl S và chúng ta view thôi. Cái gì nhỉ? Sao tự nhiên lại quay quay?
Not responding. Có lẽ là OE này nó phải lại lên trên các đồng chí ạ. Ok đi. OE. Công tuần V và chúng ta kéo cái chấm phẩy lên đây được không? Công tuần S và chúng ta thử view nhé. View và được, thế là một lần nữa. Như thế là chúng ta muốn biết là lớp nào là bao nhiêu người có điểm rồi và bao nhiêu người chưa có là chúng ta cũng có thể dễ dàng. Và trong trường hợp chúng ta muốn biết là cái lớp này nhé, cái lớp này nó là lớp gì, trên thực tế chúng ta đây chỉ biết là cái lớp này, chúng ta không biết nó là lớp gì đúng không? Thì chúng ta làm thế nào, chỉ việc left join cái tập này, chúng ta left join vào với, đúng không nhỉ? Đây chúng ta làm một lệnh left join cái tập này, tất cả đây là cái tập này đúng không? Order onyx nó là thuộc về cái tập này. From đây là nó là đây rồi nhá. From nó là ở cái tập này đúng không? Và bây giờ chúng ta là muốn left join thì như lúc nãy là chúng ta đã nói rồi. Chúng ta đóng ngoặc nó vào đây và chúng ta mở ngoặc nó ở, đóng ngoặc ở đây và chúng ta có thể ấn vào đây đúng không? Và chúng ta left join thôi. Left join. Left join cái gì? Lớp đúng không? Chúng ta phải vào lớp thì mới biết được lớp gì đúng không? Lớp on. On gì? On học sinh chấm lớp ID đúng không? Học sinh chấm lớp ID có thể hay là lại để copy đi cho nhanh. Thôi được rồi. Gõ đi, tập gõ cho nên. Chấm lớp ID bằng bằng gì nhỉ? Bằng đúng rồi, bằng lớp chấm ID đúng không? Chấm ID. Thế là được rồi và chúng ta chỉ việc lấy thêm thôi. Trước cái from ấy, đây này, lấy dấu phẩy ở đây và lấy thêm hàng nhé. Đây chúng ta cũng có thể cách ở đây được nhé. Tất cả những cái này chúng ta có thể cách được. Và đây lớp lớp gì ID đây lớp phẩy phẩy lấy thêm lớp chấm chấm tên thì phải, nếu mà tôi không nhớ không nhầm đây đấy, tôi ra lớp chấm tên cả đây xem một lớp có đúng là chấm tên không, lớp chấm tên đúng không? Và chúng ta lại quay sang cái query một này và bây giờ chúng ta thử view thôi. Ok. Hiểu rồi. Có lẽ chúng ta không thể như thế này được nhá. Chúng ta bỏ hết những cái where này đi và chúng ta hiện lên và chúng ta where về sau cũng được, đúng không? Delete cái này đi nhá. Và nếu chúng ta thử nếu mà nó được thì chúng ta thì giữ nguyên và nếu không thì chúng ta lại view này. Ok. Bỏ hết cái order này đi nhá. Lúc nào order và where đều chúng ta đều có thể để sau được hết, đúng không? Đập lần cuối cùng thì chúng ta mới để. Chúng ta bỏ hết những cái này đi, đúng không nào? Đây cũng là một cái ý tưởng rất hay. Được chưa? Left join xong, right join xong, left join không biết là có được nữa không nhỉ? Nếu không là chúng ta phải bỏ cái video này nhé. View. Rồi, đây lại lại ổn nhé. Cái tập này thì lại ổn. Và bây giờ chúng ta có thể order, chúng ta có thể where chỗ nào cũng được nhé. Ok, như các bạn thấy là rất hay phải không? Và như thế là chúng ta biết là lớp nào, đúng không? Và chúng ta cũng có thể đây chúng ta có thể là đấy lớp chấm tên này này, lớp chấm tên học sinh chấm rất là hay. Ví dụ như là tôi, thí dụ như là với tư cách một giáo viên chẳng hạn, tôi dạy, tôi muốn xem cái lớp gọi là lớp lớp số 4 này này,
Họ có bao nhiêu học sinh có điểm rồi bao nhiêu học sinh có điểm, tại vì tôi vào đấy tôi dạy mà chẳng hạn như thế, thì tôi muốn cần những cái chuyện như vậy, ví dụ như vậy thì làm thế nào. Thì chúng ta lại quay sang đây và chúng ta mở cái view này ra, đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể order thoải mái, rồi order hoặc là where, đúng không? Where gì nhỉ? Where lớp chấm ID đúng không? Bằng gì? 4 chẳng hạn. Ok, quá được chứ sao không? Where lớp chấm ID bằng 4. Thì chúng ta cũng có thể hạn chế vào đây, thì chúng ta biết ngay là còn ai đã có điểm. Và ví dụ chúng ta cũng có thể là muốn sắp xếp học sinh theo tên, theo theo cái vần này này nhé. Thì chúng ta làm thế nào? View SQL, và chúng ta lại order by gì nhỉ? Order by gì? Tên à, vừa rồi chúng ta là cái gì chấm tên nhỉ, học sinh chấm tên như kìa, học sinh chấm tên kìa đây, mà chúng ta cũng không cần phải s bởi vì nó đã để quá tuyệt vời rồi nhỉ, và chỉ việc view lên thôi đấy. Chúng ta đã có theo phần ABC rồi, và lớp nào, học sinh nào có điểm rồi, có bao nhiêu điểm. Bây giờ thí dụ giả sử như là tôi cho thêm học sinh số 12 này nhé. Học sinh số 12 này, một điểm, thí dụ điểm 9 nữa. Yes. Thì tôi làm gì nhỉ? Tôi chỉ việc tôi sẽ vào cái file gọi là file gì? Lúc nãy là bài giảng à? Bài giảng vắng muộn đây, bài giảng đây đúng không? Và lớp số 4 đây này. Tôi học sinh số 12 nhé, đúng không? Trong một giờ học thôi, tôi cũng có thể cho một học sinh 2 điểm, đúng không? Một điểm 7 và một điểm điểm 9 chẳng hạn, được chưa? Tại sao không? Why not? Đúng không? Và tôi lưu nó lại. Và tôi lại mở cái query của mình ra đây. Query và design view. Chúng ta nhìn thấy chưa nhỉ? Và chúng ta có thể xem lại view. Và chúng ta thấy bạn Cường này, riêng lớp lớp 4 của chúng ta đúng không nào? Lớp 4 thì lại có lớp 4. Đúng không? Lớp số 4 này tức là tương đương với D4 ABC gì đấy, là nhằng này đấy đấy nhá. Để cho lớp 4 là có mấy bạn, thì có bạn thì có 2 điểm nhưng còn 3 bạn chưa có điểm, đúng không? Ok chưa? Chúng ta cũng có thể bỏ bớt những thứ này đi, không select nữa cũng được, nhưng mà thôi cũng cái đấy không ảnh hưởng. Và bây giờ chúng ta có thể view ở cái dạng design view, và chúng ta nhìn thấy cái design view, và thậm chí nếu mà các bạn thành thạo rồi, thậm chí các bạn chẳng cần đến dùng cái công cụ này, nhiều khi nó cũng không phải cũng hay mà cũng không hay. Thí dụ chúng ta muốn lớp chẳng hạn, bây giờ chúng ta muốn lớp chấm ID đâu, lớp ID bạn muốn làm tham số của nó thì là sao? Criteria này thì bạn cho vào là hãy nhập tên lớp, tên lớp hay là mã lớp chẳng hạn, mã lớp và chúng ta thử view xem nào, save vào nhé, và view mã lớp là 2 chẳng hạn, ok xem nào. Đấy, như thế là các bạn đã biết là thành lập một cái query mà có tham số, đúng không? Và khi chúng ta chạy những cái query có tham số thì bây giờ chúng ta lại view SQL lên, thì chúng ta nhìn thấy này, cái access nhìn thấy không? Where lớp.id bằng mã lớp. Được chưa nhỉ? Vào cái mã lớp này thì tự 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 khắc nó sẽ phải chuyển ra thành, khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ hỏi mã lớp, đúng không? Hãy nhập mã lớp chẳng hạn. Mã lớp là số 1 chẳng hạn. Ok. Hoặc là nếu là các bạn muốn viết cho nó view SQL đi. Hãy
mã lớp cần xem chẳng hạn, cần xem. A vast virus database has been updated. Và chúng ta lưu nó lại và chúng ta run thôi. Mã lớp cần xem số 4 chẳng hạn. Ok, là chúng ta có thể nhìn thấy là lớp mình, lớp nào, lớp nào, lớp nào, lớp nào, đúng không? Lớp nào, ai đã có điểm rồi. Và có lẽ là chúng ta, cái bài này có lẽ chỉ bằng đấy thôi nhé, được không? So, thank you very much for watching and see you next time.